Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn một sự kiện mới, nói chung là nhận quà khá là ngon, có skin này, rồi là giấy vệ bùa miễn phí, rất là ngon và xịn sò đúng không? Và nói chung là hiện tại bên server chúng ta ấy thì đang có khá là nhiều sự kiện. Bạn nào nếu mà chưa chơi thì nhớ là chúng ta chơi đi để chúng ta nhận quà nhá. Và đừng quên là like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình. Mình thì đang có một mini game ấy, tặng sổ sứ mệnh vượt cấp tới cho tất cả bạn, tại vì sổ sứ mệnh thì cũng sắp hết rồi. Bạn nào nếu mà chưa mở thì có thể comment xuống phía bên dưới nhá, mình sẽ lựa chọn nhiều nhiều một chút xíu, tại vì sổ sứ mệnh thì nó cũng khá là rẻ các bạn ơi, có khoảng 200 hơn 200 quân huy thôi. Thì hiện tại mình thấy là trong game cũng có một sự kiện dành cho bạn nào nếu mà không cày được các nhiệm vụ nhận free skin Slim ấy. Đó thì ở đây chúng ta có một cái là đến muộn và đăng nhập ngày lễ này. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào ngày mùng 1 tháng 10 và đăng nhập vào ngày mùng 2 tháng 9 thôi. Đó, rất là dễ và đơn giản luôn đúng không? Thì chúng ta sẽ nhận được 160 điểm liền. Rất là nhiều điểm luôn. Mà mình thấy là chỉ cần 300 điểm là chúng ta nhận được free skin thỏ 7 màu. Hoàn toàn miễn phí rồi. Kèm theo thì các bạn chỉ cần cứ đăng nhập vào game 14 ngày nữa thôi là chúng ta nhận được skin rồi. Đó, cũng không phải cày quốc gì nhiều đúng không? Tiếp theo thì mình thấy là ngày hôm nay chúng ta cũng có một sự kiện đăng nhập 7 ngày các bạn sẽ nhận được viên pháo này. Và tiếp theo ở đây thì chúng ta có hoạt họa, giấy vệ bùa các kiểu nhá. Đây, phần quà cũng khá là ngon nên là chúng ta chỉ cần đăng nhập 7 ngày một cái là chúng ta hốt hết quà luôn thôi. Ok, khá là ngon và xịn sò các bạn nhỉ. Chơi game không báo và chiến thắng đường các kiểu này. Rồi, và tiếp theo thì mình thấy là chúng ta đang có một sự kiện nữa khá là ngon và xịn sò luôn, đó chính là các bạn cũng có đổi quà từ TH này. Đó, ở đây thì quà TH thì chúng ta có các mảnh tướng rồi là hiệu ứng 30 ngày các kiểu các bạn nhá. Chỉ cần đăng nhập các kiểu là chúng ta cũng đã nhận được các phần quà này rồi. Nói chung là sự kiện dễ nên là chúng ta cứ nhận full quà thôi. Tiếp theo thì mình thấy nhá, đó chính là máy chủ thử nghiệm tháng 9 này đã cập nhật phần quà mới rồi. Phần quà rất là ngon và giao diện cũng mới luôn nên là mình hướng dẫn tới cho tất cả bạn nhá. Đó, đây là giao diện của sự kiện máy chủ thử nghiệm mới được cập nhật luôn, nhìn rất là xịn sò đúng không? Thì trong tháng 9 này ấy, phần quà thì chúng ta có khá là nhiều phần quà ngon. Đây, mình sẽ cho bạn xem luôn. Phần quà ngon nhất thì chúng ta sẽ có dương trang phục, chỉ mất 230 điểm thôi là chúng ta đổi được rồi. Mình thấy là cũng khá là dễ các bạn nhá. Chúng ta sẽ có John Nam Thần Giáng Sinh này, skin John này chơi cũng được các bạn nhá. Forecast Sung Thiên Thần Tướng này, Isa Tiểu Thư Kẹo Ngọt này, Zuka Mảnh Hổ. Ui, skin Zuka Mảnh Hổ này ngon các bạn nhá. Mình thấy là lấy skin này được này, là vì Kim Quy Thần Vương hoặc là giấy bộ tuyệt sắc các kiểu đây. Hoặc là các bạn cũng có thể cày để chúng ta đổi giấy về bộ tuyệt sắc này. Đó, mình để mình xem nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ ấy thì mỗi ngày các bạn nếu mà hoàn thành xong các nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được 10 huy hiệu các bạn nhá. Vậy là 230 huy hiệu thì chúng ta chỉ mất khoảng 23 ngày thôi là chúng ta đổi được dương skin rồi. Khá là dễ các bạn nhờ. Đây, dương skin thì chúng ta sẽ mất chúng ta chỉ mất 230 điểm. Đó, chúng ta sẽ nhận được các phần quà skin này. Mình thấy khá là ngon các bạn ơi. Kèm theo có giấy vẻ bùa này, rồi giấy bùa huyền bí này, thẻ đổi tên này. Cái này cũng có thể đổi tên cho bạn nào cần đổi tên mà không có quân huy nhá. Không có quân huy cũng có thể đổi phần quà này để chúng ta đổi tên. Ok, đó rất là ngon. Và nhiều bạn hỏi là muốn chơi và muốn hoàn thành nhiệm vụ xong kiểu gì thì bạn sẽ thấy ngay phía dưới này, chúng ta có ghi là tải bản máy chủ thử nghiệm. Thì các bạn nhấn vào, đó các bạn nhấn vào như thế này, xong các bạn sang Google hoặc là trình web của các bạn, các bạn tải liên quân thử nghiệm về cài đặt này. Xong các bạn nhớ giúp cho mình là bên máy chủ chính thức của chúng ta đây, các bạn đang chơi đây, chúng ta chơi bằng nick nào thì vào máy chủ thử nghiệm cũng bằng nick đó nhá. Sau khi hoàn thành xong thì các bạn chỉ cần vào trong đây là chúng ta sẽ thấy báo ấy là nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta nhận huy hiệu thôi. Đó, rất là dễ và đơn giản luôn các bạn nhá. Mình thấy cực kỳ dễ luôn đấy. Ok, và các bạn nhớ là cày nhiệm vụ này để chúng ta nhận quà nhá. Ngày hôm nay thì mình tổng hợp đến cho tất cả bạn một số sự kiện như thế thôi. Sau tới thì chúng ta còn có thêm sự kiện sinh nhật nữa cơ, nên là các bạn chúng ta cùng hóng chờ nhá. Sinh nhật liên quân sẽ bắt đầu trong tháng 10 này, và chắc là sang tháng 9, tầm giữa tháng 9 thì chúng ta sẽ có các bật mí này, hé lộ liên quan đến phần quà sự kiện các kiểu, nên là các bạn cùng hóng chờ nhá. Còn giờ video mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn lại tất cả bạn trong những video sau này, hay hơn và bổ ích hơn các bạn nhá.